Cháu đỡ rồi thì chỉ uống thế là cháu khỏe thôi. Này, cô tặng cháu một chiếc khẩu trang phòng dịch. Này, cô tặng cháu một cái phòng dịch. Cô tặng em, chị tặng em một cái phòng dịch. Vâng, em cảm ơn. Đấy, chiều hôm nay 4:30 mới phát cho nên là 4 hộp mà giờ còn cần đây. Nếu mà phát mọi lần là cứ toàn phát sáng, thế là những cái người đi tối về không có, thương lắm. Hôm nay quyết định phát chiều, mai lại phát sáng, nhưng mà lần sau lại phát chiều, cứ đều như thế. Cho nó công bằng, của cháu hết 40.000, 41 cô lấy 40 nè, cho nó chán. Thế sáng mai mà có đi qua, ai đi sớm thì lại vào nhận. Mà chiều mai mà về còn thì lại nhận, cứ thế. Không mua thuốc cô cũng phát mà nhá. Chứ không phải là có mua thuốc mới ấy đâu.